Xin chào cô chú anh chị và quý nhà đầu tư đang theo dõi kênh 5K TV. Tiếp tục series review bất động sản tại huyện Nhân Trạch. Hôm nay Thuận Thiên sẽ cùng cô chú anh chị đi xem qua một lô đất có diện tích khá lớn, có vị trí nằm trên mặt tiền đường nhánh của đường Lê Hồng Phong, cách đường Lê Hồng Phong khoảng 200m, thuộc địa phận xã Long Tân, huyện Nhân Trạch. Và đây chính là lô đất mà chúng ta sẽ cùng xem qua trong clip ngày hôm nay ạ. Trước mắt chúng ta là khu đất có tổng diện tích 32.575m², có 91m mặt tiền đường nhà nước hiện hữu là đường đá rộng gần 4m, phía sau đất nở hậu rộng 105m, chiều dài đất là khoảng 330m. Hình thể đất vuông vức, thế đất cao ráo, địa chất cứng cáp, không ngập úng vào mùa mưa, hiện trạng là đất cây lâu năm. Trên đất hiện tại chủ đang cho thuê trồng khoai mì. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xung quanh một vòng ở khu vực này để xem ở đây đã có những gì rồi nhé. Từ vị trí đất chúng ta di chuyển ra đường Lê Hồng Phong khoảng chừng 200m. Và sau khi ra tới đường Lê Hồng Phong, nếu di chuyển theo hướng này thì chúng ta sẽ về khu dự án HOD hoặc là dự án xây dựng Hà Nội. Còn theo hướng này thì chúng ta sẽ ra tới đường Nguyễn Hữu Cảnh để về trung tâm huyện hoặc là về xã Vĩnh Thanh hoặc là Phước An ạ. Nhìn từ trên cao chúng ta sẽ thấy cách lô đất khoảng 1km là đường 25C giúp đi thẳng ra sân bay quốc tế Long Thành hay quốc lộ 51. Hướng còn lại trong tương lai sẽ giúp đi về đường Vành Đai 3, đường Cầu Cát Lái để về khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và cách lô đất trong bán kính 800m nằm trên mặt tiền đường 25C, đó chính là dự án Long Tân City và dự án Mega City 2. Và chỉ cách khu công nghiệp Nhân Trạch khoảng 500m đổ lại. Hiện tại giá đất của khu vực quanh lô đất đang có giá bán từ 1.4 triệu cho đến 2.3 triệu một mét vuông. Với những vị trí mặt tiền đường nhà nước hiện hữu, ô tô có thể đi vào được tới đất. Còn lô đất này có vị trí nằm trên trục đường nhánh của đường Lê Hồng Phong, mặt tiền đường nhà nước, đường đá rộng 4m. Do chủ sở hữu đang muốn thanh khoản nhanh nên để lại với giá bán thấp hơn thị trường, chỉ với 1 triệu đồng một mét vuông mà thôi. Lô đất này rất thích hợp để đầu tư, thứ nhất là vì giá rẻ, thứ hai là gần với đường Nguyễn Hữu Cảnh, gần với đường 25C để đi thẳng ra sân bay quốc tế Long Thành, gần khu công nghiệp Nhân Trạch và chỉ cách trung tâm hành chính huyện Nhân Trạch khoảng 4km. Với lô đất này, hiện tại chúng ta có thể làm kho bãi, làm điểm thu mua phế liệu hoặc là vật liệu xây dựng, hoặc chúng ta cũng có thể trồng cam, trồng liễu để thu hoạch gỗ thì sẽ rất hợp lý ạ. Vừa rồi chúng ta đã cùng xem qua lô đất có diện tích là 32.575m², có vị trí nằm trên mặt tiền đường nhánh của đường Lê Hồng Phong, thuộc địa phận xã Long Tân, huyện Nhân Trạch. Nếu cô chú anh chị quan tâm, có thể gọi vào số điện thoại 0947 793 886, Thuận Thiên sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú anh chị ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Chúc cô chú anh chị và gia đình có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và cùng đồng hành với 5K TV. 5K TV, kênh thông tin chuyển động cùng Nhân Trạch. Xin chào và hẹn gặp lại.